Xin chào quý thân mến, hiện tại thì em Cái đang ở chỗ đổ vật liệu của em Hờ. Hôm nay thì em Cái vào đây lấy cái phần quà của cô Van Ganh. Cô đã gửi là tổng 300 đô ạ, 200 đô mua 2 bao gạo, cá khô, mì tôm cho em Hờ, còn dư đưa tiền mặt cho em Hờ. 50 đô cho em đằng sau nhà em Hờ, là tức là em Cái sao em hay giúp em ấy. Đúng thế, ký là em Cái. Còn 50 đô Dương quay phim Hờ Cái là mỗi người 200.000. Hôm nay em Cái vào đây lấy cái phần quà của cô Van Ganh vào đây ạ. Thì cũng mua đây 2 cân cá nhá, cá nụn, 2 thùng mì tôm. Đây là 2 bao gạo nữa. Hôm nay em Cái chở vào đến đây cùng với em quay phim, mình hai người đi một xe vào đến đây thôi. Không lên được thì em Cái sẽ gọi em Hờ vào đây ạ. Thì tí nữa em Hờ sẽ chở cái đoạn đường đất này đi lên trên. Còn cô đã dặn là thừa tiền thì anh sẽ đưa lại cho em ấy. Kiểu như sau này em còn chi tiêu mua thức ăn mà sang xe. Đây nhá, thường 3,6 triệu. Số tiền mua nhu yếu phẩm anh cũng mua hết cái số khoản này rồi. Tiền anh đưa cho em. Xong cái số tiền này sau này mình sẽ chi tiêu kiểu như mua thức ăn này, sang xe này. Nhờ anh em sau này vật liệu lại tiếp tục vào ấy. Em có cái đô lờ gì cảm ơn cô Van Ganh nữa không? Vâng. Cháu rất là cảm ơn cô ạ. Cô gửi cái phần quà này cho cháu Hờ và cháu Sử nữa. Cháu hơi chó gì cô đô lời cảm ơn cô ạ. Cô mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Đây là cái đô lời cảm ơn của em Hờ. Tiện thể nhân đây thì em Cái cũng thay mặt cả tem tức là anh Ngọc cũng rất là cảm ơn cô đã gửi cái phần quà đến cho em Hờ và cái em Cái, và cả em Cái và em Dưa và em quay phi A Hầu. Thì nhân đây em Cái cũng không biết nói gì hơn, chỉ có cái đô lời chúc sức khỏe cô và toàn thể cô có một cái sức khỏe dồi dào và thành công trong cuộc sống ạ. Chắc bây giờ thì anh em mình sẽ chở đồ đi lên nhà thôi nhỉ. Vâng. Bây giờ em chở 2 bao gạo nhá. Thì anh vào đây thì tính anh với em quay phi ấy, mua một xe lên thôi. Vâng. Đây là 2 cân cá nụ. Cô đã dặn thì em Cái mua đây 2 bao gạo bên dưới này nhá. Mua 2 thùng mì tôm nữa. Em để một bao ở đằng sau được không? Vâng. Thế thì bây giờ em chở bao đấy cái thùng mì nữa nhỉ. Vâng. Cho anh thùng mì vào đằng đây nhé. Vâng. Mì ấy, mì cho đèn lên trên chưa? Mì nữa. Hả? Vâng. Mì cho lên trên chưa? Vì anh đang chở với em quay phim nữa. Cẩn thận nhé. Xe nó làm thế nào? Đi lên nó hơi nghiêng sao chứ. Được chưa? Lấy anh với em quay phía này chở từ bên kia vào thì nó là đường bê tông. Tuy nặng thì nó vẫn đi nó bình thường thôi, còn đường đi lên nhà em ấy còn đường đất nó khó đi ấy. Anh em mình đi cũng khó. Để đây à? Đội anh em làm đang làm chuồng bò phải không? Vâng. Cái chuồng bò nhà chú ngay cạnh phải không? Đúng rồi. Thôi bây giờ anh em khiên đi Sử. Thôi. Ơi, Sử, vào đi. Giúp bê đồ nào. Nay nhà mình cũng có gạo, tối nay nếu hôm nay mà có vật liệu vào thì cứ lấy gạo để nấu cơm ấy. Vâng. Em lấy bao này. Ở bên trong nhà. Đi đi qua nhà chú Tín nữa. Cái hôm nay làm chuồng bò là nhà chú này phải không? Hôm nay là nhà chú này đang làm chuồng bò nhá. Thì nếu trước là mình đã để vật liệu đây thì nghe chú bảo là Tín ấy bảo thế là làm chuồng bò. Ôi. Làm cơm này. Ôi, chú chú rồi. Ôi, chú rồi, chú rồi. Nó à. Ai ở được cứ bắt cho chú mà. Bật đèn ra xong thì mình tìm cái kê cái chỗ nào ấy, kê cái chỗ nào để cho nó cất cao luôn. Này, tìm cái chỗ nào ấy để kê xếp chỗ giường, cái bàn ở đấy. Lấy ra tên nó cao thì. Đây này, hôm nay nghỉ đâu? 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 phải không? Nghỉ lễ. Thế em lúc nào mới đi học đấy? Chắc là 2-3 hôm. 2-3 hôm nữa? À, bên nhà trường người ta chỗ nghỉ nhỉ?
nghỉ lễ phải không? À, thôi lấy cái đạn chú vào đặt đấy không? Mì tôm thì mình cứ để riêng ra thử mì tôm ấy. Cá khô thì cứ để ra một số nhé. Đây là cá khô thì mình cứ để góc nào xong đấy. Lúc nào có anh em ra lúc thì nấu ấy. Nấu ăn. Em Hờ, vật liệu bên dưới thì chở hết rồi từ hôm trước à? Vâng. Hôm qua hay hôm kia? Không, hôm trước rồi. Hôm trước hả? À. Thôi, em vào đây, cái nhà thì em ở đằng sau, có phải em cái em này không? Nhà là nhà đây không? Nhà đằng sau là nhà này. Không biết là có ở nhà không nhỉ? Chắc không phải. Đi đâu rồi? Đi bà ngoại. Đi sang bên bà ngoại ấy? Vâng. Nhỉ, hôm nay anh vào đây thì cũng được cái cô Văn Ganh ấy, cô đã hỗ trợ kiểu em đằng sau đấy là 50 đô đấy ạ. Thì không biết là em đấy đi lúc nào mới về nhỉ? Em vẫn không biết, anh chưa gọi điện. Chưa gọi điện á? Vâng, chắc tần. Thì bây giờ rồi có thể đưa anh đi sang nhà đấy được không? Vâng, được. Mình đi sang nhà xem qua tí nữa, nếu mà đợi một lúc đấy không về được thì chắc em cái cũng sẽ gửi cho em Hờ. Vì cũng có em này là hay giúp em Hờ ấy. À đi, nhà này phải không? Vâng. Nhưng mà nhà của em đấy luôn hay là của nhà nào, của ai đấy? Ông vâng. Chủ nhà ấy, chủ nhà là của em này luôn hay là? Không phải, chủ nhà là anh đi làm rồi. À, là của một anh phải không? Vâng, của một anh thứ nhất đây. À, anh thứ nhất, anh cả đấy đi làm rồi. Vâng. Còn cái em hay giúp em đấy là em trai thôi. Vâng, anh trai. Còn một em đi làm nữa. Vẫn còn một em đi làm nữa. Vâng, còn một chị đi chụp quân đấy rồi. À, cái hôm mà em cái vào đây ấy, có như làm cái công việc gì thì chỉ có mỗi nhà em cái, em này cũng là cái thôi. Nhưng mà cũng rất là may được cô Văn Ganh, cô đã gửi cái khoản tiền cũng là cho em đấy là 50 đô. Nhưng mà không biết là em có số, có liên lạc được em đấy về sớm không nhỉ? Chắc có. Nhưng mà bên ngoại đang ở đâu? Đi bên... Mán Pì Lèn ấy. À đi Mán Pì Lèn qua đồng, qua miền Bà Điếc. Vâng. Ủa nên đi tận đấy chắc chiều mới về á. Đúng rồi, sáng 8 giờ đi rồi. Sáng 8 giờ đi. Vâng. Chưa có bàn lái xe nữa. Xe công an. Không có bàn lái xe nữa à? Vâng. Đi sớm chắc về muộn thôi nhỉ? Đúng rồi. Thực sự là cũng gần nhà ngay cạnh em Hờ ấy. Thì không biết là nếu mà không đợi được thì chắc là lắp nữa em cái cũng sẽ trao cho em Hờ thôi. Để cho tí nữa nếu mà cũng anh em nhà ngay cạnh với nhau ấy, thì anh gửi cho em xong em đấy về thì em có thể gửi hộ cho anh được không? Vâng, được ạ. Nhưng mà thực sự là em này bố mẹ vẫn còn hay là mất đi rồi? Bố mẹ mất đi nữa. À, tức là bố mẹ cũng mất hết rồi, bây giờ hiện tại vẫn còn với anh trai ở thôi. Vâng, anh trai với chị Dao. Anh trai với chị Dao à? Vâng. Thôi bây giờ đưa anh đi vòng căn nhà đây này. Vâng. À, đây nhá. Đấy là cái ngôi nhà của anh, cái anh hàng xóm cũng ngay cạnh, tức là nhà chú Thím với em Hờ. Nhưng mà thì em Hờ bảo là thế vậy lấy ra là cái em cái đấy là em có thể gọi là chú hay là anh? Gọi là chú. Gọi là chú rồi à? Vâng. Thì em là cháu rồi à? Vâng. À, tức là theo cái xưng hôn vay vế ra thì em Hờ lại là cháu. Còn là cái em cái đấy là nó cùng với vay vế là của bố. Đúng rồi. À, đây cái ngôi nhà này là tức là bàn làm bàn gỗ nhá, xung quanh. Thế thì không biết là hiện tại cái ngôi nhà này là các anh trai với thầy em cái này có một em đấy là bao nhiêu người ở nhà hiện tại ấy, cái ngôi nhà này? Còn ba anh em với và hai thím nữa. À, tức là hai thím ba anh em. Vâng. Thì cùng với các cháu đấy hả? Vâng. Chắc các cháu bốn đứa cháu. Bốn cháu nữa. Vâng. Thế là gần chục người đấy chứ không? Đúng rồi. Nên là hai ba anh em này cùng với hai thím nữa thì cũng rơi vào năm rồi, còn bốn cháu chín người phải không? Vâng. Hiện tại 9 người thôi nhỉ. Trên gác không có cái gì sao nhỉ? Anh thấy vào ở đây cũng toàn thấy nhà nó trống rỗng hết chứ nhỉ? Đúng rồi. Hả? À, ngô thì té hết rồi. À, tức là ngô này té ra đóng một bao hết phải không? Còn à. Còn một ít đây. Ở đây là gì nhỉ? Ngô anh ạ. À, ngô à? Vâng. Sao mà lại treo như thế này? À, có chuồn ấy, để bên này nhưng mà chuồn là 2000 ấy. À, tức là con chuột hay ăn thì mới treo đi lấy cái dây thường để treo cao thế á? Vâng. Thế. À thế bây giờ chị có cái ngô tần này thôi á? Vâng, còn tần này. Ôi dồi, thảo nào bây giờ nhà anh này cũng đi làm mà em cái vào cũng ít khi thấy ấy. Anh hay vào đây nhiều nhưng mà ít khi gặp mặt của anh này. Vâng. Ờ, anh này chắc hay đi làm nhỉ? Vâng, hay đi làm thôi. Năm nào cũng hay đi làm, ở bên dưới này đã phân phải không? Vâng. Phân con thao, phân đạn. Vâng. Bên dưới chuồn này, ố, có vật nuôi không? Có nhưng mà chưa ạ. Chú cái này rồi lấy về bán đi. À, tức bây giờ hiện tại thì không có, trước kia thì mới có à? Vâng. Bây giờ anh thấy cái chỗ này vẫn là chỗ thấy cỏ bò này. Từ đây một tuần chỉ đi được thôi. À, vẫn có con chó đây nhỉ. Thôi, bây giờ đến đây thì cũng biết là nhà ngay cạnh đằng sau em Hờ ấy thì không ở nhà tiếc quá chắc là
cũng là chú vay vế là chú của em, thì em cũng là cháu rồi thì anh không thể đợi được thì anh sẽ gửi cho em nhá. Vâng. Rồi tố em cái đấy về thì em có thể gửi lại, bảo là cũng được cô Văn Ganh, cô đã gửi cho em đấy là 50 đô nhá. Vâng. Em cái cũng sẽ gửi lại cái khoản tiền đấy, mình cũng không thể đợi được cho tố, hoặc là không biết lúc nào mới về. Nghe em Hờ bảo là không có bà lái xe, đi thì đi sớm về muộn, đi qua Mèo Vạt đi nữa cơ. Đây, đây là cái khoản tiền đây này. Đây là 1.150.000 nhé. Đây. Vâng. Đây là cái số tiền đấy là 1.150.000 là 50 đô. Vâng. Em cấp hộ anh xong về thì cũng có thể dạ em cái anh thế. Vâng. Đây. Hôm nay thì em cái cũng vào đây lấy cái phần quà về trao cho em Hờ, cả cho em cái ở đằng sau giúp hay giúp em Hờ ấy. Thì em đấy không ở nhà thì tiện thể nhân đây em cái cũng thay mặt em cái đấy cũng rất là cảm ơn cô ạ, đã gửi khoản tiền đến cho em vì em này là hay giúp em Hờ ạ. Thì cũng chúc cô một ngày mới vui vẻ mà luôn luôn thành công trong cuộc sống nhá. Tôi chắc là bây giờ anh em mình đi sang bên kia thôi nhỉ. Vâng. Đưa anh đi sang xem lại cái chú vật liệu nữa. Vâng. Đây nhá, nhà cửa của em Hờ thì vật liệu do bác tài xế nó cũng bận. Ơ, em sao bị như thế này? Em á? Ơ? Hôm trước chở vật liệu em bị ngã xe. Lại tiếp tục bị ngã nữa? Vâng. Ôi dồi, xem nào, lại tiếp tục bị à? Vâng, trên đây. Số đen lên, thế nhỉ? Lên trên rồi. Ủa, cả cái đầu gối luôn à? Vâng. Sao anh thấy em cứ đi kiểu như là giống như lúc hôm trước em bảo bị bỏng chân, bây giờ nó đỡ rồi lại tiếp tục bị ngã nữa. Vâng. Ôi dồi, đây à? Vâng. Đỏ hết rồi ấy. Cái chỗ này không? Đúng không? Chỗ này không? Vâng. Chắc là em sáng nay dưới một thuốc xong vẫn đau như cũ. Nhưng mà phải đi kiểm tra nhá. Vâng. Mình đi ra trạm là đi chụp chiếu ấy, cũng không đến mức kiểu như xước bên ngoài, nhưng mà mình nó ngã thế này sợ nó bên trong thôi. Đầu gối nó máu này các kiểu nó như thế nào ấy. Vâng. Phải đi chụp X quang nhá. Em lên trở về ở dưới đây không có đàn ấy. Vâng. Vâng. Ngã. Ôi. Đấy. Chú này đi làm về phải không? Làm về không có. Ôi giời, đây. Lâu rồi. Có biết này không? Biết cháu. À, đi làm về lâu chưa? Lâu rồi. Có tiền không? Được tiền không? Không đưa đâu. Hả? À? Không đưa tiền. Đi được gần hơn 2 tháng nhỉ? Hai tháng mà. 2 tháng. Nhìn đi làm nó về nó trẻ trong hơn nhiều ấy, đẹp trai nhiều ấy. Thật mà, không giống như lúc ở nhà ấy nhỉ? Chú này là cái chú thí mà đau chân nhá, ở bên dưới ấy. Do thời tiết ở đây cũng rất khô mà kéo dài được hơn 2 tháng ấy. Thì hai bố con chú cũng đi làm. Vâng. Thì chắc cũng kéo đi làm từ đấy về cũng được hơn 20 ra nhỉ. Hả? Rồi nhiêu? Đi đằng ngoài nhưng mà họ cho là tiền sang ở tiền cho tiền xe về nhắn. Tức là lấy tiền xe về trước là tiền tiền công thì họ chưa thanh toán à? Chưa, nhưng mà chuyển xong. À, tức là lúc nào sẽ chuyển khoản sau? Chuyển khoản sau mà cho nó mà chủ kia không không đưa tiền à, chờ chỉ là ông chủ thầu đấy, ông chủ đấy nó phải nó rút tiền xong thì nó mới gửi cho mình phải không? Thôi bây giờ về thì đang chuẩn bị làm nhà rồi, sau này để các chú cũng tiện về thì giúp em chuẩn vật liệu này. Chứ nó mà tiếc quá mấy hôm trước vật liệu vào ấy, thì lại không nhờ được vì cái khu này các chú này hay đi làm nhất đây. Đúng rồi, còn để cho cháu làm nhà kia mà cho chú về. À, tức là đang Hờ đang gọi điện không? Hay là gọi điện cho gọi điện vào chú về giúp để chuẩn vật liệu không? Anh gọi điện. À, thế được. Bây giờ cũng có các chú về về cùng cháu làm nhà. À, được nhá. Thôi bây giờ anh em mình di chuyển đi xem cái chú một cái nhá. Thì đưa có mời cháu đi ra nhà chơi không? Có chứ. Ừ, thế đi nhá. Hôm nay cũng có mấy chú đang chuẩn bị bầu cái gối này để làm chuồng trại nhỉ? Đúng. Ui, nêu hót lửa. Lửa tuổi. Các chú đang các chú các bác đang chuẩn bị muốn cho đi chè cho quân nhiên rồi đó. Quân nhiên rồi. Quân nhiên rồi. Nhà chú này không? Đúng vậy. Đúng rồi. 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 Đây là mấy cây xoài nhá. Cây xoài này thường họ xẻ ra làm tấm ván này, làm bàn ăn cơm, bàn uống nước cũng rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ chú lại tận dụng để làm cái cuộc để làm chuồng trại ấy. Chuẩn bị mình bầu lại bây giờ lấy cái ấy, cái búa để làm lại không? Lại bây giờ làm đầu tiên thôi. À, làm lần đầu tiên hả nhỉ? Ừ. Đây. Đây là nước hay rượu ấy? Hả? Rượu à? Rượu chè. À, tức là uống rượu thay chè nhỉ? Đang thôi mình cứ làm một lúc mệt thì cứ muốn người làm hai chén phải không? Đấy. Em Hờ. Sau tí nữa không cho các cháu nghỉ, các cháu nghỉ lấy cái miên bạt để phụ lên đi nhá.
Bây giờ các chú đang làm thế này thì em nhặt cái này xong thì mình lấy cái miếng bạt đấy phủ lên này để tránh cái chú này nó lấm lộ vào. Mai kia mình thả đi qua nó cũng rất khó ấy. Nhá. Bây giờ mình lấy cái bạt vào. À, cái sỏ đây em thấy không? Mình tách kia ra như thế này. Tớ này cái phần sỏ ra thì nó để riêng. Em nhặt cái kia xong thì anh em mình lấy cái miếng bạt phủ lên này. Không cho nó lấm lộ ấy. Bây giờ xong ý là mình lấy cái miếng bạt phủ lên đấy. Đây này. Xong là mình lấy cái thứ nhất là làm như thế này tránh các cháu không nghịch ấy. Vâng. Nghịch nó lấm lộ đi xong thì mưa vào nó trôn đi nữa. Em có biết không, một khối bột nó lên tận đây nó cũng gần hơn 600 nghìn đấy. Đúng rồi. Rất là đắt. Tại sao là anh em mình làm nhà ở đây nó ví dụ là một khu ấy nó có thể lên cái chú nhà làm nhà nó sẽ lên giá vì chú vận chuyển vật liệu nó cũng rất là khó khăn này cô bác ạ. Bây giờ em lấy miếng bạt vào đây, anh em mình đi. Mình cứ phủ lên đấy. Làm thế này, không cho trẻ con nó nhìn. Đó, cái chú sỏ đấy không sao. Quan trọng nhất là cái phần bột đấy thôi. Có cái phần sỏ thì thôi, cứ để bên đấy thì cũng được. Xong rồi lấy một cái bàn đá bằng kè lên. Bàn đá to kè nó sợ nó chẳng vô hồi nó. Đó, mình làm đấy rồi nó sẽ tránh mưa nó không trôn đi ạ, chú ạ. Đây. Xong lấy mấy cái hòn đá nó đè lên này, chè lên thế này. Làm như thế này trẻ con này mưa nó không trôn đi. Đó, muốn thấy thì mà giờ mì dầu ơi, hả? Chị phú mì dầu kia cho nhá. Nóng quá nhỉ, bây giờ nhìn thấy các chú đang làm à. Bò. Cái này chắc phải may một ngày đấy nhỉ? Ba ngày kia đấy, chắc là ba ngày mới làm xong rồi. Ba ngày mới xong không? Ngày kia, đúng là ngày kia mới làm xong, hôm nay là chuẩn bị là may là thứ hai, ngày kia là thứ ba. Cái okay. Vâng. Thế ý là vẫn chưa đục cái lỗ được không? Đúng rồi. Vẫn dùng máy đục hay là dùng tay? Chỉ là tay thôi. Dùng tay làm thôi. Cái đúng rồi, nhờ sống ấy, sống có cái máy cưa ấy. Dùng máy cưa làm nhanh luôn. Chứ là cát ở dưới mình đưa để nhờ anh súng. À nhờ súng à? Ừ. Thế bây giờ gọi súng ra giúp thì được vì em súng là người rất nhiệt tình ấy, chỉ khi là anh em chắc không nhờ đến thôi. Nhờ đến thì em súng hay ra giúp đây. Đây này, toàn những cái xoa để hay lại cái tu sửa lại cái chuồng trại vì hôm trước em cái có vào thế thì cái chuồng nó sắp đổ đấy. Nó nóng thế này vẫn chưa nghỉ à? Hả? Gì đâu, mình làm cả ngày mà làm gì đâu. Không có thời gian nghỉ à? Không có thời gian luôn. Đó, mình đi làm thuê là phải có thời gian nghỉ. Đây là phải rút là người ta hồi mình đi hả? Là mình không có thời gian nghỉ thế nào. Đây là đây. Đá, nước đá. Đá đông lạnh lấy về để cho tủ lạnh. Phan phan nước rồi. Phan nước vào. Nó mát rồi. Đúng rồi. Ở đây có điện mình mua cái tủ lạnh bé được mà. Tủ lạnh bé và to bằng thế để mua cái nước vào đủ vào chai kia nó để tủ lạnh. Có nước lạnh đấy nhỉ. Sau bây giờ nó mà mua mà tủ lạnh mua. À. Sau đó thì tiền được. Bây giờ là hay chính mua tủ lạnh rồi. Mấy tình ở miền Bắc em Hà Giang nó tình hết nó có tủ lạnh bắn. Không có thông mà ta. Hôm nay em cái cũng lấy cái phần quà vào để trao cho em hờ. Thì nhà chú ngay cạnh em hờ chuẩn bị làm chuột chạy. Bây giờ trước em cái bảo cái vị trí đấy để cho sim vật liệu nhưng mà cô đã bảo là đang chuẩn bị làm dưới chuồn đấy thì nó vướng và nhưng đi lại nó vướng thì cô lại không cho thì anh em nó di chuyển ra để bên dưới này ạ. Vâng. Chú này sao mà cứ đau chân à? Này chưa bé thì đau. Đâu trước kia nó bị rồi. À. Trước kia mấy nó đau nhọn. À, bị nhọt à? Bị nhọt xong mới mới đau rồi hả? Không có đồ ăn thì ít xíu giáo sinh mà mua chỉ thế thì mua 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 sẽ tạt đi mua chưa nhọn thôi mình mua trừ mua chưa nhọn thôi đâu cái dây lưng cái nó tuột rồi. Chị tưởng là ngã xe nhưng mà chắc không phải. Chị dò đâu? Nên chị dò mình nói thế rồi. Chị dò à? Ít chị dò. Lọ này chị bóng cho xe mà cho bóng cho xe này. Chị dò nó chết. Mô. À chị ngủ rồi. Đây này chị đi thôi. Em hờ thế em hờ thì bị ngã xe hôm kia phải không, bị ngã xe xong thì chặn vào cái đầu gố đau rồi. Còn chú ấy chú là bạn bị lâu à, bị nhọt xong bên ấy, đùn xong bắt đầu ấy bị chú mong sao ấy. Bây giờ anh em mình đi sang nhà chú chín đầu chân ấy, lúc đấy chú cũng bảo là mờ em cái vào nước ấy. Thôi. Vâng. Vâng, tí nữa cháu vào không? Ngồi sao?
chắc là lúc đấy chú đã sang nhà em hờ ấy, thì kiểu là cũng mình cũng không thể ngu để nói chuyện nhiều ấy. Bây giờ lúc đấy cũng hỏi có qua chú bảo là đi làm được 2 tháng nhưng mà chưa ông chủ chưa được tiền sao. Ủa, đang có khách à? Ừ. Nhà chú đang có khách thôi nhỉ? Hay đang làm gì? Khách đang cơm hay làm gì? À, hả? Có phải... Ui, nghe chú phụ nhỉ ai hả? Chú à? Ủa, đang chuẩn bị cơm sao nhỉ? À, hả? À, xong rồi. Xong rồi hả? À, cứ cháu là ngồi nói chuyện tí hả? Chú ngủ ghét. Chú có khác gì? Tiếp khác đi. Chú không có phụ nhỉ mà cái chả mà. Rộng. Rộng. Chú ngồi tiếp khác đi. Rồi bây giờ vào đến đây thì nhìn thấy chú đang có khách vào ở nhà. Chắc là chú cũng vừa đi làm lâu lâu về có khách sang chơi đi thôi. Thì chú cho hỏi về một mình hay là con về nữa? Cái con của chú này chắc cũng về không? Có về. Vẫn còn về hai bố con cùng về? Con về đây. À, con không về. Con không về. Con về. Có thế để ở Văn Ninh. Văn Ninh hả? Nhìn thấy đi làm ở dưới Xuân Lê nhìn nó trẻ nhiệt thật nhỉ hơn nhỉ? Thật mà. Tuy già nhưng mà mình đi làm ở dưới Xuân Lê nhìn mình là... Chán nữa. Chán mà, chán nhiều ấy. Thật, lúc chú đang ở đây hay làm công việc ở đây nóng này, kiểu như là mình ăn uống nó không đầy đủ ấy. Thiếu chất ấy. Chú là đấy 36 tuổi rồi. À, được. Thôi. Hôm nay có khách thì chú đang tiếp khách nhé. Vâng. Cháu cứ tưởng là không có khách thì ngồi nói chuyện tí nhưng mà đâu có khách thì thôi. Đúng rồi chú. Thế nhá. Thì hôm khác hờ làm nhà thì cũng chú đã về thì giúp hờ để vận chuyển vật liệu nhá. Đúng là cháu làm nhà nhưng mà chú về mà chú rú cho nhá. Cháu. Vâng. Thôi. Có chú có khách tiếp khách đi nhá. Bây giờ thì có các chú cũng đang về nó đông thế này tranh thủ mấy hôm mấy vật liệu về đến thì mình cũng nhờ không. Mấy hôm trước thì em cái có cầu vào em hờ mình đi nhờ nhưng mà do các chú ở quanh này cũng không có một thanh niên một chú tức là một người, con trai đàn ông nào toàn đi làm hết thì vừa về được 2 hôm nay thì chắc thì cũng có mấy chú này cũng về đó thì mấy hôm nữa nếu mà gạch này vật liệu vào thì lệnh có người để giúp rồi thì tiền đấy thì mình cứ để sử dụng sau này mua thức ăn này đổ sang nhé. Chắc là bây giờ em cái cũng có việc bận ấy thì thôi anh cũng xin phép về thôi nhá. Em tí nữa còn sang giúp chú làm chuồng đấy phải không? Đúng. Thôi bây giờ em cái cũng vào đến đây ạ, cập nhật lại vật liệu này, lấy cái phần quả của cô vào để trao cho em hờ. Tiếp là cái phần bột đá sỏ thì em hờ nó di chuyển vào đây hết rồi nhá, vẫn còn gạch bột nữa. Thì đấy thì bác tài xế nó cũng bận nó cũng chưa trở vào, chắc 1-2 hôm nó mới trở vào thì em hờ lại tiếp tục nhờ được anh em trở sau ạ. Chắc bây giờ em cái cũng xin phép dừng video tại đây. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo ạ.